Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm 23 tháng 4 năm 2020, chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật pháp, và chúng ta đang học về những bài thi kệ chánh niệm trong thiền môn với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Hôm nay là kỳ thứ 8. Đại chúng chiều nay có khỏe? Thưa, chương trình này ngoài các vị xuất gia chúng tại Trúc Lâm học thì mình cũng có truyền livestream đến tất cả quý Phật tử các nơi cũng tham dự cùng chia sẻ học hỏi với nhau. Ngày hôm nay mình học đến bài kệ thứ hai, đó là bài Minh Chung. Đây là bài kệ mình học theo cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, theo sự sắp xếp ở trong quyển này. Chứ còn nếu mà mình sắp xếp theo mình á thì đáng lý ra thức dậy rồi thì phải làm chuyện của kế tiếp của những người thức dậy. Ví dụ như sau khi thức dậy thì mình phải bước xuống giường rồi đi vô nhà vệ sinh, rồi trong quá trình ở trong nhà vệ sinh có bao nhiêu việc mình phải làm đó thì nó đều có những bài kệ trong việc đó hết. Nếu mình sắp xếp. Nhưng mà ở trong này thì mình tôn trọng cái bản văn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu của Ngài Độc Thể soạn. Chúng ta nói tuần tự để mai sau này mình có theo dõi, mình học lại, mình nghe lại nó vẫn dễ hơn. Và cái thứ hai nữa đó là khi mình học cái này đó thì mình sẽ có phối hợp. Bây giờ ngoài cái bài kệ nguyên thủy từ xưa đến giờ, quyển này soạn cũng được mấy trăm năm rồi. Vì Ngài Độc Thể sanh 1600 mấy đó, cho tới bây giờ là 2020, tức là cũng mấy trăm năm rồi. Thì có những cái bài kệ mình học cho biết nhưng mà có thể không còn sử dụng. Và đồng thời mình sẽ phối hợp thêm một số các bài kệ mới sau này của sư ông Làng Mai. Dù những bài kệ đã có sẵn bằng tiếng Âm Hán, nhưng mà nếu những bài kệ tiếng Việt của sư ông có thì mình cũng đọc lên để cho đại chúng có cơ hội biết thêm bài kệ. Đồng thời nếu mình thấy cái nào nó dễ cho mình thì mình ứng dụng. Ở đây cái chủ yếu là chúng ta học để hiểu được cái nghĩa căn bản. Cái quan trọng là chúng ta ứng dụng vào cái sự tu tập, chứ không phải là mình gọi là mình có trường Phật học hay cái gì để mình nghiên cứu quá chi tiết. Và những cái chỗ nào khó và không cần thiết thì Pháp Hòa sẽ lược, chỉ chú tâm vào cái ý nghĩa hay là cái nghĩa của bài kệ. Còn những cái nào không cần thì mình sẽ lược để cho đại chúng dễ nhớ. Thì hôm qua đó là mình giới thiệu sơ về cái hình, cái ý nghĩa của cái chuông ở trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo phát triển, chùa nào cũng có chuông hết, chùa lớn, chùa nhỏ, hay là niệm Phật đường, hay là am cốc gì, nếu như mà các vị theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì đều có một cái chuông. Thậm chí bây giờ trong các chùa, trong các tinh xá của khất sĩ hay là của các vị Nam truyền, Nam tông cũng có tiếng chuông, tại vì nó vừa là một cái báo hiệu để cho đại chúng nhịp nhàng trong các cái buổi lễ, mà nó còn là một cái ý nghĩa thức tỉnh. Theo Phật pháp đó thì cái tiếng chuông nó có công năng thức tỉnh chúng ta khi chúng ta đang ở trong một cái trạng thái mê lầm. Đó là mình nói theo cái nghĩa tu tập đó. Còn nếu như mà thực tế là
những cái gì nó ồn ào, nó có tính cách là chưa có được thuần nhất, thanh tịnh, thì tiếng chuông sẽ được vang lên, thì tất cả mọi người nghe tiếng chuông đó mà quay trở về để mà thực tập chánh niệm, mà có mặt trong cái giây phút mà mọi người đang sinh hoạt đó. Hôm qua mình nói đến, mình bắt đầu vào cái phần chú giải, cũng chưa đi vào bài kệ, phần chú giải nói về những cái ý, tiếng mà phát ra gọi là giọng, đúng không? Cái tiếng mà nó phát ra kêu là giọng. Còn chuông á là một cái rỗng mà trong đó nó có cái hư không, thì mình giọng vô thì nó phát ra tiếng. Đó là một. Cái thứ hai là cái tiếng nó có phát ra được là do nhờ cái người giọng. Thì mình cũng nói theo cái nghĩa sâu sắc đó. Tất cả chúng ta cũng có thể là một tiếng chuông hay là một cái chuông. Nhưng nếu không có ai giọng chuông thì tiếng chuông không thể phát. Chúng ta cũng là một pháp khí của Phật pháp. Nhưng mà nếu chúng ta không phát huy cái pháp khí đó thì cái pháp khí đó nó không được người ta biết đến hay là người ta sử dụng nó đúng mức. Ví dụ như cái ly này nó có khả năng để đựng nước uống. Nhưng nếu chúng ta không sử dụng nó, chúng ta để hoài thì nó được gọi là cái ly, nhưng không ai thưởng thức được gì của nó, ai không ai sử dụng nó thì nó uổng đi. Mặc dù mà nó là một vật mà mục đích của nó là để làm cho mình sử dụng, để đựng nước, đựng chè, đựng gì đó tùy mình, miễn là mình đựng thì nó không có phí cái chiếc ly này. Thì chúng ta cũng vậy. Chuông thì phải có đánh thì nó mới kêu. Đèn có mồi lên thì nó mới có ánh sáng. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông khiêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Nếu chúng ta không có phát huy được thì nó uổng. Sách Châu Lễ nói họ Phù làm chuông, tức là cái quyển sách Châu Lễ nói là ngày xưa có ông họ Phù làm chuông. Thì cái này á, thì mình cũng nói tới cái vị tổ của Việt Nam mình là một vị thiền sư. Ngài tên là Nguyễn Minh Không, chúng ta thường gọi là Lý Quốc Sư. Ngài sanh 1065, viên tịch 1141. Thì Ngài có hai cái đặc điểm. Ngài rất là giỏi về thuốc, cho nên cái nghề đông y của Việt Nam á, tôn Ngài là tổ tổ của nghề đông y Việt Nam. Và đồng thời á, cái nghề những cái vị mà làm cái nghề đúc đồng cũng tôn Ngài làm tổ của bên cái ngành đúc đồng. Lý do là từ một câu chuyện là Ngài đi qua bên thời nhà Tống, Ngài đi qua bên đó được vua Tống mời để mà chữa bệnh. Thì khi mà chữa lành bệnh cho các vị trong hoàng cung rồi đó thì vua mới gọi là ban thưởng, thì mở cửa kho vàng ra. Thì ông vua mà vàng của thiếu gì, Ngài nói tôi chỉ cần một cái túi thôi, thì các vị mở kho ra cho Ngài để vô cái túi đó. Thì không ngờ sau khi mà Ngài chất vô cái túi đó rồi thì Ngài mới lấy cái nón Ngài để xuống, xong cái Ngài đi theo cái nón đó, Ngài vèo một cái đi về lại từ nước Trung Quốc về thẳng Việt Nam. Thì khi mà các quân lính của vua Tống mà vô mở cửa kho vàng thì thấy tất cả vàng ở trong kho sạch hết rồi, Ngài Nguyễn Minh Không chở đi hết rồi. Tại vì ông vua cho, mà ông nói là Ngài mới nói là tôi xin một túi này, thì cái túi đó thấy vậy mà nó quá lớn, cho nên rồi Ngài chở hết về bên bên Việt Nam. Ngài chở về Việt Nam để mà đúc ra bốn cái món quý cho Việt Nam. Người Việt Nam hay kêu là An Nam Tứ Đại Pháp Khí. Thứ nhất là tượng Phật bằng đồng ở chùa Quỳnh Lâm ở Quảng Ninh. Thứ hai là cái đỉnh ở trên cái tháp Bảo Thiên ở Hà Nội. Thứ ba đó là chuông Quy Điền ở chùa Một Cột. Chùa Một Cột còn có một cái tên nữa là chùa Diên Hữu. Chùa Diên Hữu, nhưng mà chúng ta thường quen gọi là chùa Một Cột. Thì ở trong chùa Một Cột đó ngày xưa có để một cái chuông đồng, cũng đúc từ cái đồng của Ngài đem về.
Và thứ tư, cái cuối cùng là cái vạt cái chùa Phổ Minh ở Nam Định. Đó là bốn cái pháp khí: tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, đỉnh tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền chùa Một Cột và cái vạt ở chùa Phổ Minh ở Nam Định. Nhưng mà tiếc rằng bốn cái món này đó đã không còn ở Việt Nam, tại vì đến thế kỷ thứ 13 thời vua nhà Minh đó, thì đã chở hết về Việt bên Tàu rồi. Rồi các vị đó mới sử dụng cái đó làm gì đó thì mình không biết, nhưng mà nói chung là Việt Nam giờ không còn, chúng con chỉ còn lịch sử vậy thôi. Cái này, cái việc này thì nó thực hư như thế nào mình không có biết, chỉ kể sự tích kể lại thì mình nói lại. Tuy nhiên là đứng trên cái mặt gì đó, nhân quả phải không, ngài lấy ở bên kia thì giờ trả lại bên đó, thí dụ vậy. Cho nên là đời nhà Minh thì vua nhà Minh đã đem về hết bên Việt, bên Tàu trở lại. Còn ví dụ như ngày, nhưng mà ngày xưa là ngài có cái công trị bệnh được cho vua nhà Tống và cũng như người thân, cho nên ngài mới được trả cái công đó. Thì đây mình nói là ở, tại vì trong này kể nói là họ Phù làm chuông, đây mình đọc theo đây, nhưng mà sẵn mình nói luôn, ở Việt Nam mình cũng có cái ngành đúc chuông này. Và đại chúng nhớ là cái đại hồng chung của Việt Nam, hay là cái thật ra đó người ta gọi là đại chung, còn không gọi là đại chung thì gọi là hồng chung, chứ không có ráp hai chữ đại hồng chung. Bởi vì sao? Bởi vì chữ đại á, nó đã là lớn rồi, chữ hồng nó cũng lớn, phải không? Cái gì mà nó quá chừng lớn thì mới kêu là đại hồng. Trong khi đó có những cái chuông ngay ở Nhật, ở Tàu có những cái chuông nó gấp bao nhiêu cái của Việt Nam mà người ta vẫn chưa gọi là đại hồng chuông. Mà mình thì cái trái nào chút nị chút bé gì rồi cũng mấy trăm ký, chúng ta cũng kêu là đại hồng chuông, thì nó hơi, nó hơi hoành tráng chút, hơi cường điệu hoành tráng chút, nói cho biết vậy thôi, chứ thật sự có kêu đại hồng chung cũng chẳng có sao hết. Nhưng mà nếu mình nói là nói cho đúng chữ, nói cho đúng thì đại chung hay là hồng chung. Có những cái chuông ở ở ở bên ở những cái ngôi chùa lớn, quý vị biết là cái đường kính 4 thước, cái đường kính 4 thước thì tưởng tượng cái chuông bà lớn vậy mà người ta vẫn gọi là đại chung thôi, chứ không có gọi là đại hồng chung. Thật ra thí dụ như bên Tàu á, người ta chỉ có một cái từ là trưởng lão, những vị nào mà lớn tuổi đời, lớn tuổi đạo thì người ta gọi là trưởng lão, hay là lão hòa thượng. Nhưng mà Việt Nam mình á, 70 tuổi cũng kêu đại lão, 80 tuổi đại lão, 90 tuổi đại lão, thì thường chữ đại lão là già dữ lắm lận. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng là trưởng lão Xá Lợi Phất thôi. Hay là cái người mà trong đệ tử của Phật, cái người mà cái có cái tuổi hạ cao nhất, đó là ngài gì? A Nhã Kiều Trần Như, phải không? Và chúng ta cũng gọi là trưởng lão Kiều Trần Như, chứ không có đại lão gì cả. Ở đây thì mình nói như vậy để mình biết là có nhiều khi mình Việt Nam mình hay gọi nó hơi dùng cái chữ nó to quá, đôi khi nó không phải như vậy cũng chẳng có sao. Nhưng mà tại vì học thì mình nói ra cho biết vậy đó, để mình biết là khi nào mình sử dụng cái gì để người ta thấy là nó có cái chừng mực thì nó vẫn hay. Có những đám tang, có những vị 60 mấy tuổi, chưa tới 70, thì để là đại lão hòa thượng, thí dụ vậy. Thì mình thấy đại lão là phải những vị cả trăm nữa, mà cũng không ai gọi vậy. Yeah. Thường bên Tàu, các vị như bên Đài Loan, những vị nào mà thạc đức ở bên đó, những vị tôn đức cao hạ bên đó, ta cũng gọi là trưởng lão thôi. Thì trong này nói là họ Phù làm chuông, rồi lấy cá kình khua chuông hoa,
Chuông hoa là sao? Tại vì ở trên cái chuông người ta có khắc mấy cái detail, cái hoa văn, nhớ không? Ừ. Lấy khắc kinh làm thì thường á trên chuông á người ta hay khắc hoa. Rồi Việt Nam mình á là sau này các chùa bắt đầu mới khắc mấy bài kệ lên trên cái chuông đó. Chứ ngày xưa là người ta chỉ khắc lên hoặc ta để tên chùa. Thành ra cái chuông Đại Hồng Chung, cái chuông Hồng Chung á, mình hay quen miệng chuông Đại Hồng Chung đó, thì cái chuông đó đó là tùy theo mình muốn đặt bao nhiêu cũng được hết, và tùy theo những cái dáng vẽ gì mình muốn làm, mình muốn để hình ảnh gì cũng được hết, cũng giống như cái chuông mình đúc ở Trúc Lâm hay là Tây Thiên như vậy đó. Ở trên hết Pháp Hòa để câu kính lễ Đức Như Lai, ngài là bậc ứng cúng cao thượng. Mình để bằng tiếng Phạn, để bằng tiếng Việt. Rồi ở bốn cái cạnh chuông ở phía trên đó, mình để bốn cái hình ảnh mà gọi là chúng ta thường gọi là tứ động tâm, tức là bốn cái hình ảnh quan trọng của cuộc đời Đức Phật: đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Đó, rồi mình để mấy bài kệ bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Rồi á, xung quanh những cái thành nhỏ nhỏ vậy nè. Thì lúc mà họ gửi mẫu cho mình xem thì để hình chữ vạn hay là những cái hoa văn. Pháp Hòa không lấy mấy cái đó, Pháp Hòa để hình cái con chim trên cái chú chim và ở trên cái trống đồng của Việt Nam. Phải không? Đó là cái biểu tượng của người Việt Nam. Cho nên Pháp Hòa lấy cái hình đó hoặc để trên cái chuông đó. Tại sao? Tại vì mình nghĩ rằng cái chuông này người Việt Nam mình đến định cư ở Canada, và mình muốn để lại cái chuông này cho người sau. Phải không? Cho nên cái có một cái biểu tượng gì đó của người Việt Nam trên đó, thì mình để cái hình con chim ở trên cái trống đồng. À, cho nên cái chuông ở Tây Thiên đó, tất cả đều có tiếng Anh, tiếng Việt hết. Tại vì nơi đó không phải chỉ có người Việt mình sinh hoạt ở trong bây giờ cũng như tương lai, có những người Mỹ, thì mình muốn giới thiệu cho họ biết những cái văn hóa của người Việt Nam. Chữ văn là gì? Văn là đẹp, hóa là biến hóa. Cái đẹp đó mình phải biến hóa, mình phải giới thiệu. Cho nên quốc gia nào cũng có văn hóa hết, thì Việt Nam ta cũng có văn hóa. Việt Nam có văn hóa của Việt Nam, mà đặc biệt là văn hóa Phật giáo Việt Nam, cái đẹp của Phật giáo Việt Nam. Cho mình để chuông hay mình để những cái biểu tượng như hình ảnh của người Việt Nam, để cho người Tây phương, những người sau họ biết đến cái đẹp của người Việt Nam, và đặc biệt là văn hóa Phật giáo. Cho nên vừa rồi đó mình làm được cái phần triển lãm những hình ảnh Phật giáo Việt Nam để cho người Tây phương. Và bây giờ mỗi cuối tuần người ta tới, người ta lên tham quan rất là đông. Thì lấy cá kình khua chuông hoa, nhớ hôm qua mình kể đó, con cá kia tên gì? Bồ lao, phải không? Mà con bồ lao này á, là nó đi nó nghịch với con cá cá kình, thì cho nên mỗi lần mà con bồ lao mà nó thấy con cá kình đó là nó sợ, nó bị con cá kình, hoặc là nó sợ quá cho nên nó hét một cái tiếng nó lên. Hay cái tiếng nó lên á, thì nó có cái tiếng ngân vang như là một cái tiếng đồng. Có chỗ thì nói là con, nếu mà cái thân của con cá kình á mà đụng vào cái bụng của con cá bồ lao là nó phát ra tiếng. Thì thật sự ra mình cũng chưa biết con cá này nó ra sao, nhưng mà ở có chỗ á, có chỗ nói cá kình á, tức là cá voi á, tức là cá ong á, phải không? Thì cá kình, cho nên người ta bây giờ người ta lấy cái có hình, người tại khái người ta khắc hình con cá đi, người ta khắc hình một con cá, người ta khắc vô cái cây mày để giọng chuông, còn cái trên hoa cái chuông thì người ta để hình của con, cái con cá tượng trưng cho con bồ lao đó. Cho nên mình đọc là bồ lao nhất chuyển hướng chung thinh, phạm sát kình chùy chấn địa minh. Trong biển, bây giờ mới kể nè, trong biển có cá to tên là kình,
Cù lao ở biển có con thú tên là bồ lao. Sợ cá kình đánh, mỗi lần cá kình đánh bồ lao kêu to. Thấy không? Nên phàm chuông muốn kêu to mới làm con bồ lao ở trên, cây giọng thì chạm hình cá kình. Hiểu không? À, mà trong văn chương người ta hay dùng bồ lao và cá kình để nói lên cái chuông hay là cái tiếng chuông. Cho nên sớm tối vọng chuông có cái công nhắc nhở. Nhớ nha, chuông chùa thì một ngày hai thời, sáng và chiều. Cho nên sáng tối, sớm tối vọng chuông có cái công nhắc nhở. Buổi sáng mình thỉnh chuông á, mình nhắc mọi người có một ngày mới bắt đầu. Mỗi lần mà mấy người Tây lên đây mà mình giải thích cái chỗ đó là họ thích dữ lắm. Cho mình phải giới thiệu cho họ một cái gì nó rất thiết thực. Tại sao chùa lại thỉnh chuông buổi sáng? Để nhắc nhở mọi người đừng có quên, quý vị có một ngày mới để sống. Do not forget, you have a new day to live. You have a new day to start. Ngày hôm qua khổ quá, sáng hôm nay là một ngày mới. Hòa thượng Mãn Giác ngài có cái bài thơ Tết đó. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. This morning I wake up, I put on me a new shirt. Choàng thêm cái áo mới là biểu tượng cho mình choàng lên người mình một ngày mới. Và mình sẽ thấy rằng vũ trụ này, cuộc đời này với cái người hiểu đạo thì vẫn là một ngày mới như thường. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ? Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Cho nên mình thỉnh chuông buổi sáng là để nhắc nhở mọi người. Cộng thêm, mọi người đừng có chìm trong cái giấc ngủ. Tại vì thường thường buổi sáng cái giờ mà 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ là cái giờ ngủ ngon dữ lắm. Đầu hôm thì còn trằn trọc giấc chẳng thành. Mà đến khi mòn mỏi quá thì cái khoảng giờ đó là ngủ ngon. Nhưng mà giờ đó cái là bị đánh thức dậy. Không. Mọi người đang chìm đắm trong cái buổi sáng sớm, buổi khuya như vậy đó. Cho nên thỉnh chuông lên để báo cho mọi người tới giờ rồi. Nếu mà nói người xuất gia thì tới giờ phải thức. Không, người ta mê thì mình phải tỉnh. Cái đó là cái ngược đời đó, cho nên gọi là nghịch lưu. Nhớ không? Cái quả chứng đầu tiên của người chứng quả Tu Đà Hoàng, chữ chữ Tu Đà Hoàng được dịch là nghịch lưu. Nghịch lưu là nghịch gì? Nghịch cái dòng sông đời. Còn nhập lưu là nhập cái dòng gì? Dòng của thánh. Cho nên có khi gọi là gì? Cái người đó là người nhập lưu, là nhập vào cái dòng sông thánh. Còn nghịch đi với cái dòng đời. Cho nên cái chữ, cái nghĩa của chữ Tu Đà Hoàng, một là nghịch lưu, hai là nhập lưu. Nghịch với dòng đời mà thuận với dòng đạo. Mình có cái bài kệ ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Phải không? Ngày mới rồi phải đi trong tỉnh thức. Nếu lỡ ngày hôm qua mình sống dở thì hôm nay mình lại có một ngày mới để mình sống. Đừng có sống với cái ngày hôm qua. Cho nên có nhiều khi cái nhận thức của mình ngày hôm nay, cái nhận thức của mình ngày hôm hôm qua đó nó đã khác với hôm nay rồi. Tại sao? Tại hôm nay mình sống sâu sắc hơn, mình có tư duy hơn. Ngày hôm qua có ông Mỹ lên quy y đó, ông Mỹ cũng lên quy, thầy đặt pháp danh ổng là tư duy, tuệ tư duy. Mà tư duy mà tư duy là gì? Là thiền.
Chữ thiền được dịch là tư duy tu. Chữ thiền được dịch là tư duy tu. Người nào sống có tư duy, tư duy từng lời nói, tư duy từng cử chỉ sống của mình, đó là tu thiền. Cho nên không có người nào mà không tu thiền hết á. Niệm Phật để làm gì? Để tâm mình tịnh. Tâm tịnh để làm chi? Để nói có chánh niệm, để sống có chánh niệm. Mà tam nghiệp mà có chánh niệm thì nhất định vãng Tây Phương. Cho nên niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Ngồi thiền là nhân, tâm tịnh là quả. Trì chú là nhân, đạt được tam mật là quả. Mình ăn chay là nhân, đến một ngày nào đó tâm mình thuần thục, hay thậm chí cái món chay lạc đó nó làm cho lòng từ bi mình, nó làm cho con người mình lắng dịu. Tại vì mình không còn ăn máu huyết của chúng sanh, mình không lấy cái mạng của một con khác để nuôi cái mạng mình, thì ít nhất cái thân mình bắt đầu nó có cái sự định tĩnh. Cho nên cái tiếng chuông vọng buổi sáng, chuông chùa vọng 2 lần buổi sáng nhắc nhở mọi người, buổi tối rồi bây giờ nhắc buổi sáng, rồi giờ buổi tối làm gì? Buổi tối nhắc mọi người đừng có quên nha, ngày hôm nay qua rồi đó. Cho nên tụng kinh xong chùa thỉnh chuông chưa chắc, chưa sợ người ta nghe chuông người ta chưa tỉnh, hoặc là người ta chưa hiểu, chưa có hội được cái ý đó. Cho nên công phu chiều phải tụng lần nữa, ngày nay đã qua đời sống ngắn lại. Mấy ngày nay đại chúng có nghe Pháp Hòa hay sướng cái bài đó cuối ngày không? Đó. Ngày nay đã qua đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Bài đó là dịch thoát từ một cái bài tiếng Hán, thị nhật dĩ quá, thị nhật dĩ quá, ngày nay đã qua. Mạng diệt tùy giảm, mạng sống mình cũng theo đó mà giảm dần. Mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, như con cá ít nước, con cá ở trong cái hồ ít nước, nó ngơi ngớp nó sống, như cá ít nước, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, có gì mà vui? Đâu có gì vui đâu. Có một anh bác sĩ làm ở bệnh viện Cali, ảnh mới thăm Pháp Hòa, ảnh nói trời thầy ơi, những người bệnh mắc cái bệnh COVID-19 đó, cả tháng nay nằm ở trong bệnh viện là sống nhờ cái máy thở, ngồi ngớp mỗi ngày vậy. Rồi cuối cùng mà tụi con ở bên này là tiễn vong một ngày không biết bao nhiêu người, như cá ít nước nào có vui chi. Thật ra thưa đại chúng, cái gì mình nghe đó, mấy ngày nay mình, những cái gì mình nghe, nó chỉ mới là văn tự Bát Nhã thôi. Mình mới có nghe lecture thôi, chứ mình chưa cái gì nữa. Bát Nhã có 3 loại đó. Cái mà chúng ta nghe, cái chúng ta đọc, cái chúng ta nói mới là văn tự Bát Nhã. Còn cái mà chúng ta phải thấy, phải không? Phải thấy để tư duy, gọi là gì? Quán chiếu Bát Nhã. Đó, thấy người ta nằm hôi hốp. Quán chiếu Bát Nhã. Rồi nhưng mà cái quán chiếu đó khi nào mà nó mình nhận được nó, mình sống và thậm chí cái đó nó tới với mình, chừng đó mình mới thật chứng Bát Nhã. Nãy anh lên rồi, hôm nay lên hỏi thầy ly Bát Nhã không? Đó, buổi chiều mình thỉnh chuông lên nhắc mọi người đừng có quên cuộc đời. Hồi nhỏ thầy nhớ Pháp Hòa nhớ cái bài này nè, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có, chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, lửa mà nó rớt trên đầu mình cái lấy tay phủi lẹ,
Như cứu đầu nhiên, cái câu mình hay đọc trong Công Vũ Triều đó. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, nhiên là lửa, giống như giúp phủi lẹ cái ngọn lửa trên đầu, như cứu đầu nhiên. Đảng niệm vô thường, hãy nhớ vô thường, thậm vật phóng dật, cẩn thận chớ buông lung, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó là ý nghĩa của cái thời giọng chuông chiều. Vậy thì cái người mà đi thỉnh chuông đó năng lực phải dữ lắm. Cho nên khi mà người thỉnh chuông đó phải lấy cái tâm của mình, cái lời nào mình nói ra phải đem cái tâm mình vô cái chữ đó, để mình chắc chắn, mình make sure người ta nghe mình đang nói cái gì, người ta cảm mình nói cái gì. Chứ mình tập mình phát âm cái lời thỉnh chuông cho nó rõ. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, ta nghe nó buông. Mình nào nghe tiếng chuông lòng nhẹ buồn, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Cái tâm họ tĩnh lặng, buông xả được cái sầu thương vương vấn. Cho nên sớm tối giọng chuông có cái công nhắc nhở. Phàm người giọng chuông trước phải trì bài kệ này. Tức là ai là người thỉnh chuông phải nhớ tụng cái bài này, cái bài mà mình sắp học đó. Rồi mới cầm chày niệm tên Hoa Nghiêm và bài kệ. Cầm trước khi mình tới cái chuông á, là mình phải chắp tay mình xá chuông. Xá chuông xong rồi mình mới xoay qua cái dùi ngang với mình á, mình xá cái dùi. Phải không? Nhất giả lễ kính chư Phật, dùi cũng phải kính, chuông cũng phải kính. Và khi chúng ta chắp tay chúng ta xá như vậy, nó biểu tượng, nó nói lên sự trân trọng của chúng, cái việc chúng ta sắp sửa làm. Và cái người bàng quan họ đứng bên ngoài, họ thấy cái sự trang trọng của mình, cái họ cũng sanh, họ khởi phát tâm kính trọng. Lật đật chạy cầm cái dùi dện dện vô, thì tự nhiên ta thấy cái này giống như một cái hình thức của chùa thôi, không có gì quan trọng hết. Thì mình chuẩn bị. Hồi đó đó, ở Việt Nam đó là khai chuông, tối là phải khai chuông nha, tụng kinh khai chuông. Khai chuông xong rồi á là sẽ có một người ngồi đó, cái người khai đó họ ngồi đó luôn. Họ điểm theo cái thời kinh của mình. Họ điểm sao mà hết một thời kinh là khoảng 108 tiếng. Hoặc là dù không đếm đi nữa, dù không đếm cũng đều đặn trong cái thời kinh. Để làm chi? Tại vì theo như cái tinh thần của chúng ta là gì? Cái chuông đó nó thấu tới địa ngục. Và những người trong cõi âm, họ nhờ nghe tiếng chuông này mà họ khải phát, thoát được cái khổ đau. Thì cái công năng của cái chuông lớn lắm. Rồi cầm chày niệm. Hồi nhỏ là Pháp Hòa mê thỉnh đàn chung lắm, mà hồi nhỏ không biết, không thuộc mấy bài kệ. Cái đi tới chùa Bảo An bây giờ ở Cần Thơ đó, có bà cụ bà hay chùa hay kêu bà ba, bà thương Pháp Hòa lắm. Mà hồi nhỏ là không có kêu bà ba, kêu ba không à. Thế bà, mày làm như tao đàn ông nhưng mà kêu ba. Nhưng mà tại bà ba rồi mình kêu ba. Thế bà mới thỉnh, bà khai đại hồng chung. Bà ở sau lưng chùa, ngày nào bà cũng qua bà khai chuông. Khai chuông xong cái mình xin, bà cho con ngồi để con thỉnh chuông đi. Mà bà giao cho thỉnh, thỉnh xong rồi không biết thâu chuông, bà tới bà thâu chuông. Thâu chuông tức là mình kết thúc, hiểu không? Hồi nãy mình khai, đầu là mình khai chuông, rồi cuối kêu là thâu chuông, tức là mình thu lại, mình close,
Hồi nãy là mình mở chuông, không biết tụng mấy bài thâu chuông, nhỏ quá mà. Cậu và nói kệ khen được trừ tội trong 500 kiếp sinh tử. Này, việc làm của hai người nha. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, nếu nghe tiếng chuông và nói kệ khen là đọc kệ nghe chuông đó, trừ được tội nặng trong 500 ức kiếp sanh tử. Nghe ham không? Nghe ham quá chừng, vậy mà chuông thỉnh vẫn nói chuyện. Đáng lý ra mình là Phật tử, mình đi tới chùa, mình nghe chuông chùa mà thỉnh lên rồi, là mình phải dừng sự nói năng. Trước hết là sự nói năng phải dừng, để cái tiếng ồn của lời nói nó chấm dứt. Và nếu được, chúng ta phải dừng lại trong mấy giây, đọc cái kệ nghe chuông. Nếu ai không thuộc thì đọc câu ngắn: lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nếu mình thuộc cái bài nguyên thủy thì văn trung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế tối hà. Nếu mình thuộc. Nhưng mà thuộc không thuộc gì, đó là cái thực tập. Còn thực tập trước nhất là phải dừng mọi cái lao sao, mọi cái lời nói, để cái phước mình nó sanh. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc vậy đó. Mình là người xuất gia, nghe chuông vẫn ồn. Mình là Phật tử thuần thành, đi chùa, nghe tiếng chuông vẫn ồn ào nói chuyện. Chứng tỏ là mình chưa có hết lòng hiểu được ý nghĩa, năng lực, giá trị của tiếng chuông. Thì làm sao những người sơ cơ họ vào đạo, họ thấy cái gì để họ học? Còn các người mà người ta chưa có tín tâm thì người ta lại càng có cơ hội để người ta phỉ báng, chê bai. Người ta chưa có tín tâm thì người ta phải nhìn vào cái gì đó để người ta thấy tín tâm, người ta phanh sanh tín tâm. Người đã có tín tâm thì phải phát hơn. Cho nên cái việc làm của chúng ta là làm sao cho người chưa phát tâm phải phát tâm, người đã phát, người mới phát tâm phải phát tâm sâu, người phát tâm sâu phải phát tâm tới chỗ cao thượng viên mãn rốt ráo. Cho nên bất cứ một cái tầng lớp nào đều được thấm nhuần, đều được cái lợi lạc hết. Nếu nghe tiếng chuông mà nói kệ khen chuông được trừ tội nặng trong 500 kiếp sanh tử. Ngài Bách Trượng nói, Ngài Bách Trượng là tên của một vị tổ, và vị tổ này rất nổi tiếng với cái câu: một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhớ không? A day with no working, that day will be no food. Ngài soạn ra cái bộ gọi là Bách Trượng Thanh Quy. Quyển đó là cái quyển Thanh Quy của Thiền môn Trung Quốc Việt Nam đó, Bách Trượng Thanh Quy. Ngài rất là nổi tiếng. Và cái câu của Ngài nói đó, một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Và ngày xưa cái thời khổ đó, các tăng sĩ phải đi làm ruộng rất là cực khổ, cày sâu cuốc bẫm khổ cực lắm. Thì các vị hòa thượng đều lấy cái câu này ra để khích lệ tinh thần cho tất cả các thầy tu thời đó. Tinh thần của người tu sĩ Phật giáo là một ngày không làm là một ngày không ăn. Và thậm chí có vị nói nữa, có đâu chỉ ngồi mới là thiền tăng. Đâu phải ngồi đó ngồi thiền suốt ngày mới kêu là thiền tăng. Quét nhà cũng tu, rửa chén cũng tu, làm việc gì nếu chúng ta có chánh niệm, có ý thức đều là sự tu tập hết. Cho ngày xưa có một vị thiền sư ở bên Nhật,
Thì hồi 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 ông còn người thì thường, ông thấy một vị thầy đi chợ nấu cơm, ông cười, tu hành mà tối ngày cứ đi chợ nấu cơm. Ông kia nói, ủa vậy tu là gì? Một cái câu hỏi vậy thôi thì làm cho cái vị đó tỉnh ngộ và sau này trở thành một vị thiền sư nổi tiếng của Nhật. Một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu chỉ ngồi mới là thiền tăng. Trâu đen rồi đây sẽ thành trâu trắng. Trâu đen là gì? Là cái tâm phiền não phàm phu của mình. Một con người dày đặc những cái phiền não của một người đời, nhưng mà mình nhờ mình mỗi ngày mình chùi rửa, mình chăn nó, mình chăm sóc nó, riết từ một con trâu đen trở thành một con trâu trắng. The black ox and the white ox. Con trâu đó là tượng trưng cho tâm, mà đen là tượng trưng cho tâm chưa có chuyển, còn trâu trắng là một con trâu đã được chuyển. Và mỗi người chúng ta là một bục đồng, mình phải chăn tâm mình. Ngài Bách Trượng nói tòng lâm vọng chuông. Tòng lâm là để chỉ cho chùa chiền đó. À, tòng lâm là để chỉ cho chùa, tại vì ngày xưa chùa ở trong rừng trên núi rất nhiều cây tùng cho nên gọi là tùng lâm. Mà tùng lâm còn biểu tượng cho tất cả mọi thành viên sống ở trong chùa, mỗi người là một cây tùng, mỗi người là một cây tùng, cây bách, phải không? A pine tree, evergreen tree, không bao giờ bị những cái khó khăn của đời sống, cơm ăn áo mặc, cho nên càng khổ càng cực thì càng tốt. Tòng lâm vọng chuông buổi sớm là phá hôn trầm đêm dài, thấy không? Người ta đang ngủ mê vậy đó, tự nhiên nghe tiếng chuông là phải dậy thôi à. Còn ai ngủ nữa không biết ha, nhưng mà nhất định cái chuyện đầu tiên là nghe chuông cái giật mình dậy. Chứ ngày xưa là nhớ không, nghe chuông phải ngồi dậy, ai mà không ngồi dậy là bị quở. Nhớ bài kệ mà các vị hay nhắc mình không? Văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện lai duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Nghe chuông nằm không ngồi dậy, các vị hộ pháp sẽ giận mình. Đời này cái phước duyên của mình sẽ mỏng đi, đời sau đọa làm rắn. Nói nghe vậy cái thì ớn quá, phải phải ngồi dậy chứ. Ngồi dậy mà nhiều khi gục lên gục xuống mà đọc kệ thì cũng được, ít ra cũng làm gì chứng, cũng có một chút gọi là tinh tấn nỗ lực. Sẵn đây cũng trả lời một câu hỏi của một vị Phật tử nói là con nghe nói là tinh tấn, mà tinh tấn dũng mãnh là gì? Đó, cái chỗ mà mình nghe chuông mà đáng lý ra mình buồn ngủ dữ lắm, mình sẽ ngủ luôn, nhưng mà mình nghĩ tới cái thời giờ còn ngắn ngủi, mình nghĩ tới cái duyên phước mình được ở chùa, mình nghĩ tới sự tu tập bất cứ gì đó, ngồi dậy thắng được cái ngủ đó thì cái giây phút mình thắng được gọi là dũng mãnh. Chữ dũng nghĩa là dũng đó. Dũng mãnh là mình có đủ năng lực mạnh mẽ để mình vượt. Tinh tấn là đã có rồi, nhưng mà nhiều khi không đủ mạnh. Ví dụ hôm qua tinh tấn lắm nha, ghi du lịch á, mùng 1 ăn chay. Nhưng mà rồi cái thì bạn bè sáng gọi rủ đi chơi đi ăn gì đó, nói thôi tôi ăn chay. Trời ơi ăn chay gì thì mốt ăn bù cũng được, bữa nay đi ăn với anh em bữa thí dụ vậy, hoặc là chỗ này nó nấu ngon nấu rẻ mà nó bán có ngày vậy, thì là bỏ ăn chay. Thì cũng có tinh tấn rõ ràng, ngày hôm qua để sẵn ghi sẵn ngày ăn, nhưng mà rồi cuối cùng bị dụ cái rồi bỏ cái đó. Cho nên cái tinh tấn thì có mà thiếu dũng mãnh. Cho nên con người, cái người tu mình á, khi mà chúng ta phát tâm lần đầu, sơ tâm mà phát được có tinh tấn. Nhưng mà có đôi khi á, mới bắt đầu tu là dũng mãnh dữ lắm, nhưng mà tu chập rồi sao cái dũng mãnh nó mất tiêu à? Nó còn tinh tấn yếu xìu. Thí dụ như mình ăn chay đi ha,
Rồi con cái nó đi mua đồ mặn về nó ăn á. Nó mời mình nó không ăn đi con, má ăn chay. Hãy vô phòng nằm nằm ngẫm nghĩ sao cái ủa bữa nay rằm mai 16 hết chay rồi. Ra xách cái chén đưa nó cho má ăn miếng để dành mai má ăn con. Vậy thì ngay cái bữa mình ăn chay mà vẫn còn thèm, vẫn còn muốn giữ lại để mai ăn. Phải làm sao? Ngày mai còn thì ăn, hết thì thôi, không có cái chuyện xin thêm, xin để dành. Xin để dành nghĩa là mình trong khi mình chay mà mình muốn ăn thì tinh tấn là có, ráng không ăn. Nhưng mà thiếu một chút nữa thôi cái nào rượt được cái đó dũng mãnh rồi. Hay là bây giờ mình nhịn đi. Mình nhịn người đó 3 lần rồi đó. Có tinh tấn nhẫn nhục đó. Nhưng mà rồi cái lần thứ tư chịu hết nổi rồi phải buông. Thì thiếu cái sự dũng mãnh. Cho nên nó chữ dũng mãnh là sức mạnh để mình vượt qua. Thật ra thì chúng ta muốn làm trong cuộc đời này chúng ta đều có sự siêng năng hết á. Nhưng mà không dũng mãnh là cái siêng năng đó sẽ bị lui. À, thì ở đây Ngài mới nói đó. Tùng lâm vọng chuông, vọng buổi sớm là phá hôn trầm của đêm dài. Vọng buổi tối là nhổ tối khổ u minh. Chữ u minh là gì? Là cái chỗ tối tâm. Chữ minh này không có nghĩa là sáng nha, chữ minh này là tối đó. Minh minh là mờ mờ. Cho nên cái hồng chung nó còn có tên, còn có một cái tên gọi là chuông u minh. Nghĩa là cái chuông đó vọng lên để cứu độ cho những cái người ở cõi tối tăm. Hồi xưa các vị hay nói nhân bất học minh minh như dạ hành, người mà không học thì mờ mờ như đi trong đêm vậy đó. Thì cái chữ minh đó đó, minh minh như dạ hành, mờ mờ như là đi ở trong đêm tối. Các chùa người ta hay để thỉnh câu câu cái câu đối sáng trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Sáng trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tục giữa sông mê. Ở Sâm Hạ mấy chục năm trước, Sâm Hạ mai mấy chục năm trước để cái câu ngay cái chuông mà báo chúng. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Rồi bây giờ Ngài mới nói nè, Ngài Bát Trưởng nói vậy xong Ngài mới nói giang chày cho huẩn, kéo tiếng cho dài. Thế nào gọi là giang chày cho huẩn? À, có nhiều vị thỉnh đại hồng chung đó nha, cầm cái dùi dưa cao vậy nè, thỉnh đại hồng chung không có dơ xa. Tại vì mình dơ xa như vậy đó, khi mình đưa nó vào trong cái gù của cái nốt đó đó, biết không, nó lệch. Tại vì cái tâm mình nó không có nhắm vô đó. À, Pháp Hòa xin thưa là nếu mà ai mà để ý thỉnh thoảng Pháp Hòa lên thỉnh buổi sáng, quý vị thấy Hòa thỉnh chuông không? Cái tiếng nó đều mà không có đưa cái dùi xa. Tại vì mình đưa cái dùi xa rồi á, mình lát mình vô nó không đều đặn cái tai, cho nên tiếng nhỏ, tiếng lớn, tiếng bạc, tiếng để ý coi. Cho nên vị nào thỉnh chuông á, chiều nào sáng thỉnh chiều Pháp Hòa đều nghe hết á. Có khi thỉnh lỡ tai đó là chèn, nó không kêu cái lại thỉnh tiếng nữa cho nó kêu rõ ràng. Có không? Thỉnh vô không kêu cái bắt đầu thỉnh tiếng thứ hai nữa. Không nhất. Nghĩa là cái định lực của mình nó chưa đủ. Đưa cái dùi vừa thôi. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, cầm cái dùi đó đó đưa nó vô chứ không có cầm dây vô nó thăm nó vô được. Mình đưa dây là hết sức rồi, đưa vô nửa sức đâu mà đưa, mà đưa là lệch cái dùi, mà lệch cái dùi bèn rồi cái là cái quay dùi lại đánh bòn. Tao nghe chua mà tao phiền não nữa,
Nó trời ơi trời, nó ăn bao nhiêu cơm của chùa, nó uống bao nhiêu chai nước tương, ngày nào cũng lên ngân nga ba nghiệp lắng thanh tịnh, mà mình nghe mình bất tịnh muốn chết. Phải không? Cho nên nhớ thỉnh cái đàn chung không có đưa dùi xa, đưa cái dùi vừa đang gian chày cho huẩn, kéo tiếng cho dài. Tại vì khi mình thỉnh như vậy cái tiếng chuông nó mới ngân, tiếng chuông nó mới ngân. Cho nên mình đưa cái, đừng có đưa cái dùi quá xa, cầm cái dùi vừa chừng, tại vì nó vừa cái cầm tay mình, nó vừa cái tầm tay mình, thì nhất định cái tiếng chuông phải hay thôi. Mà hơn nữa đó, khi mình cầm ở mình, cái tay mình nó ngay cái đầu của cái dùi nè, mình đưa thẳng nó vô trong cái gù đó, tiếng chuông nó phát hay là mà nó ngân lắm. Mà khi mình nghe cái tiếng chuông nó ngân rồi, cái tự nhiên cái người của mình đó, nó sao nó exciting theo cái tiếng chuông đó, cái câu mà chúng ta đọc thứ hai tự nhiên nó hay hơn câu đầu nữa. Tại vì cái tiếng chuông nó làm cho tâm lắng, và tự nhiên mình có một cái niềm tin, mình có một cái sức mạnh, mình có một cái khích lệ là I did a good job với cái câu thứ nhất, cho nên cái câu thứ hai mình làm good job hơn. Đó là cái kinh nghiệm, đó là cái tâm lý. Khi mình thỉnh chuông mà cái tiếng một hai tiếng đầu mà nó bèn bẹt bẹt, tự nhiên mình mất hứng, mình bị sợ, mình sợ mình thấy được cái lỗi của mình rồi, là tinh thần mình nó bị chao động rồi, là bắt đầu những tiếng chuông sau nó sẽ dở luôn, là tại vì cái tâm lý của mình bây giờ bị rồi. Thầy nói vậy rồi, rồi mấy huynh đệ nghiệm lại coi. Cho nên khi mình lên mình thỉnh chuông, mình thở xong rồi ha, không xá thở xong rồi, cất cái tiếng lên rồi, là mình thỉnh cái tiếng đầu bon. Trời, mình nghe cái tiếng chuông nó hay, tự nhiên nó cho mình cái niềm tin liền, câu thứ hai nó hay, và mình biết được cái thế rồi. Còn mình nghe bèn rồi cái thấy bèn cái xong, cái mình giục cái dùi lên là bon, cái thành thử ra một cái tiếng kêu, một câu kệ mà ba bốn tiếng chuông, là vì trật rồi cái làm lại, trật cái làm lại, mà càng làm nó càng hốt hoảng. Pháp Hòa nghe hết rồi, chứ đừng tưởng không nghe. Ngày nào ai thỉnh chuông, đừng có tưởng Hòa không nghe. Ngay cả tiếng mõ công vô chiều, cho tới bữa nay các vị ba tiếng mõ nó vẫn giao chưa ra mà. Cốc, cốc, cốc. Không. Rồi á, thí dụ như mình thỉnh là bốn tiếng cuối nè. Bon, rồi bốn bon bon bon, ta nghe là ta định được. Mình thỉnh mà người ta đếm không ra, người ta không ra, không đếm nó ra mấy tiếng hết trơn á, thì làm sao ở dưới đó nó nghe, nó ở trên này đánh gì vậy? Tại thường ngày nó nghe khác, cũng giống như là nhạc mà và đánh trật thì sao ta hát đúng. Ở có những cái thiền môn á, người ta quy định nha, cái thời nào là mấy hồi chuông, thà nữ mình phải đánh đúng vậy tao biết là cái giờ gì. Cho nên nhớ mình ngay cái chuông gia trì cũng vậy, chuông gia trì mình phải hiểu được cái thế chuông, cái dáng chuông, cái dùi mình cầm như thế nào, mình đứng như thế nào, cái độ xa mình thỉnh như thế nào để cái tiếng chuông nó phát, và mình phát cái tiếng chuông như thế nào mà người ta nghe mà người ta thấy thật sự là buông, ta buông xuống, ta thả nó xuống. Mình xong mình thỉnh xong ta nó buồn buồn, rồi cái tiếng thứ hai rầu rầu, thở nghe chuông xong với buồn với rầu không, mà không có buông với bỏ. Mõ là bỏ, chuông là buông, phải không? Mõ là bỏ, chuông là buông. Vào chùa rồi thì phải buông bỏ, mà người mình chưa có, người ta nghe mà nó chưa thành ra chữ bỏ với chữ buông, mà tưởng đâu là bốc với, tưởng nó bốc với bỏ bốc, thì nó không thành. Gian chày cho hoãn, kéo tiếng cho dài. Chí Công nói
Duy nghe tiếng chuông thì khổ ấy tạm dứt. Tại sao mình phải thỉnh chuông đều đặn biết không? Đây là truyền thuyết nha. Tại vì ở dưới ngục á, họ là những cái người khổ triền miên, gọi là vô gián mà. Vô gián là khổ không có sự chấm dứt, không có sự chấm dứt. Thành thử ra cái tiếng chuông của mình á, mà nó không đều á, họ chậm hơn là họ chịu khổ, mà liên hồi cũng không được. Thí dụ thỉnh đạo chung mà trong cái khoảng thời gian trì kinh á, bon bon bon, cũng giống như mình biểu gia chủ mà nghe chuông phải lại nghe. Có nhiều cái đám mình đi á, thế mình kêu mình muốn cho họ dễ dàng á, mà nói mỗi lần nghe tôi thỉnh chuông là nhớ lại nghe. Trời đất ơi, ngay cái bữa mình hồi ba hồi bon 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 là nó cuốc ly cuốc lịa, là tại vì mình dặn nó rồi. Mình dặn nó nghe chuông là lại, thành thử mình thỉnh tiếng nó lại một cái, mà mình liên tục về là nó cuốc liên tục. Tại sao mà các tổ nói như vậy? Để chúng ta phải thấy rằng cái trách nhiệm của chúng ta. Hồi xưa cái lời tổ nó thâm thúy dữ lắm rồi, mà mình đọc xong, mình đọc xong rồi mình phải tư duy, mình phải suy xét ý gì mà các tổ phải nói vậy. Bây giờ là cái khổ của người ta mình nắm trong tay, mình chịu trách nhiệm, phải vậy không? Cho nên rồi á, cái thiện tiếng chuông đó mình thỉnh làm sao mà người ta vui hay khổ là do mình. Cuộc đời này cũng vậy đó. Có những người người ta sống với mình, cái vui buồn, cái hạnh phúc của người ta là nằm trong tay mình. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa, nói hồi đó lúc mà con lấy chồng thì người chồng mới, con với người chồng con nắm tay, thì lúc đó con mới nói với ảnh là cuộc đời của con, cuộc đời của em đặt trong hết trong trong tầm tay của anh. Anh dẫn dắt cho em đi. Thì tất cả chúng ta cũng vậy. Có những người người ta, mình sống với họ đó, mình là cái người dẫn dắt họ, mình là cái người hướng dẫn họ, họ đều nằm trong tay mình. Thành thử ra nếu mình mà điều đặn thì họ sẽ có hạnh phúc. Mình mà bất chừng, nóng lạnh, vui buồn, nhanh chậm, không có điều đặn thì họ cũng sẽ khổ theo. Cái ý đó, cái ý muốn nói là cái trách nhiệm của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có một cái trách nhiệm. Khi chúng ta nắm một cái việc gì, thí dụ bữa nay tới phiên mình đỉnh vô, là mình phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm từ giờ giấc, trách nhiệm từng tiếng chuông. Và mình nhớ rằng tiếng chuông đó không phải là cho người đời trên dương thế này nghe, mà những người đau khổ dưới địa ngục họ cũng nghe. Thì cũng như vậy, chúng ta sống không phải chỉ những người có mặt với mình không, mà những người xung quanh xa hơn đều ảnh hưởng hết. Họ đều tùy vào cái bình an của mình hết. Đó là cái ý. Thường thường khi mà chúng ta đọc kinh Phật, luôn luôn mình lấy cái sự và cái lý. Cái hiện tại, cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, nó đều dung nhiếp với nhau. Lời của chư tổ thuộc về quá khứ, nhưng đem về hiện tại nó vẫn có tác dụng như thường. Và nếu như hôm nay chúng ta hành trì, cái hiện tại chúng ta làm đây, tương lai nó vẫn tươi sáng và hay như thường. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói với thầy, quý thầy trẻ đó, Pháp Hòa lược bớt và nói bằng những cái thực tại, bằng cái ngôn ngữ mấy thầy phải ghi chú. Rồi mai mốt mấy thầy sẽ ở vào cái vị trí này để mấy thầy tiếp tục giọng cái tiếng chuông đó.
Bây giờ Pháp Hòa đang summarize một sách cổ, rồi các thầy phải nữa mai mốt đây là summarize sách của mình nữa. Mỗi một thế hệ chúng ta đều làm một cái công việc, mà cái công việc đó chỉ nhằm mục đích thôi, là làm gì? Cứu khổ độ mê. Người còn sống họ mê, người chết khổ. Đó là biểu tượng cho âm dương. Nói cách khác, có những người, người ta đang sống đây nhưng người ta vẫn mê lầm đau khổ tột cùng. Cho nên nếu nói về hai cõi, người sống thì chịu những cái mê lầm của người sống, người chết chịu những cái khổ cực hình dưới địa ngục. Còn nếu nói cho thực tại, có những tâm hồn còn đang mê lầm, có những chúng sanh còn đang sống khổ, thì mỗi tiếng chuông của chúng ta, đây là biểu tượng nha, mỗi tiếng chuông nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói của mình, nó phải có công năng giải khổ. Mình thính làm sao? Dù một lời nói rất nhẹ nhưng nó có công năng như tiếng chuông. Cho quý vị thấy có nhiều đứa nít đó, chỉ cần nói con ơi con phụ cô cái này đi con, nó làm chết bỏ. Cái thằng kia ăn rồi chạy một vòng nó vào, tự nhiên nó cảm thấy như là nó có cái gì đó mình không ưa nó. Nó khác liền cái thái độ mình vậy thì thái độ nó phải khác thôi. Thật ra nếu mà thái độ mình nhẹ nhàng thì nó giống như tiếng chuông vậy thôi. Mẹ cũng vậy. Con ơi con, bữa nay con có làm gì không? Con giúp mẹ một chút nha. Pháp Hòa mà muốn nhờ mấy thầy làm gì đâu. Phone xuống. Đang làm gì vậy con? Dạ không có, con đang ngồi. Chạy lên phòng giúp thầy một chút nha. Chứ không bao giờ mà con đi lên giúp thầy không? Lúc nào cũng phải hỏi trước. Đang làm gì vậy con? Mà lỡ nó như con đang học bài nó, thôi học bài đi. Lát khi nào rảnh chạy lên giúp giùm thầy một chút. Lúc nào cũng phải. Mình hỏi gì? Để người ta cũng thấy rằng mình, trước khi mình nhờ việc của mình phải quan tâm chuyện của người ta, chứ không phải chỉ biết chuyện của mình. Trừ khi nào mình gấp, nói xong con gác lại chuyện con 5 phút được không, tại thầy đang cần này gặp. Giống như bữa thầy Đức Tạng lên Tây Thiên, lát có gấp đi không? Không gấp, chỉnh giùm thầy cái máy để thầy in mấy cái bài kinh trước khi con đi. Ý Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta muốn làm việc gì của mình hỏi người ta cái việc của người ta. Nó hay giống như mình thỉnh tiếng chuông vậy đó. Giờ thưa đại chúng, cái này cũng là văn tự Bát Nhã thôi. Chúng ta phải có quán chiếu Bát Nhã để chúng ta thực chứng Bát Nhã. Thôi mình hết giờ, mai mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tăng.